Sáng nay, mùng 5 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2021 và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình. Phát động ra quân tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là luật phòng chống tác hại của rượu bia, các quy định chế tài xử phạt vi phạm an toàn giao thông, vận động cán bộ công chức nêu gương, toàn dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe. Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, phát triển bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội và hình ảnh của đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh Bích, Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Bích Group. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban An toàn Giao thông thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan của thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2021 nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc tham gia đảm bảo an toàn trật tự giao thông. Đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sát sao, nội dung phát động, 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 lưu ý của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Cùng với đó, các lực lượng tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021.